hôm nay Rồi Cà Phê sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn khách hàng một cái máy của Yaseico Royal OTC. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách sử dụng cũng như là vệ sinh máy, chủ yếu là mình sẽ hướng dẫn về cái thao tác tay để mình dễ mình thao tác. Đầu tiên thì mình sẽ cắm điện cho máy ở đằng sau, máy là nguồn 2.2. Bên này là in, bên này là out, thì mình kết nối vào nguồn 2.2 thì mình chuyển vào in. Nước thì mình chêm vào đây. Cái tăng nước này khoảng 2 lít nước nha. Và cà phê thì mình châm vào đây. Cà phê này khoảng 600g. Máy này dùng cà phê hạt. Đặc biệt là đừng có đổ nhầm nước qua bên hạt bên này nha. Sau khi mà mình đã khởi động máy xong thì nó sẽ có giao diện chính của máy là như thế này. Và cái dòng Royal OTC này nó khác những cái dòng Royal khác, thì nó có thêm cái bộ hút sữa. Bộ hút sữa thì cái thao tác mà với bộ hút sữa thì ở đây nó có một cái nút, và ở đây có một cái nút, mình bấm đồng thời hai cái nút và mình nhét thẳng vào thôi. Đó, rút ra mình cũng vậy, nó kêu cái tạch như vậy là được. Cách sử dụng thì cái màn hình này là cái màn hình cảm ứng. Các bạn chỉ cần bấm trực tiếp vào cái thức uống mà các bạn muốn thôi thì các bạn sẽ có được cái thức uống. Đầu tiên mình sẽ thử pha một ly espresso nha. Còn các thức uống về sữa, mà các món sữa thì nó nằm bên này, thì để ra được các món về sữa thì các bạn phải kết nối với cái bộ hút sữa như đầu clip mình hướng dẫn. Thì sẽ pha thử một ly Cabu nha. Cái quá trình pha một ly Cabu có thể nó sẽ chờ lâu hơn một tí, là vì cái nhiệt độ pha các món về sữa, nhiệt độ sôi của sữa nó còn cao hơn, nên nó sẽ tốn khoảng 5-6 giây gì đó để nó đun hay sôi cái sữa. Sau khi mà mình pha một cái thức uống về sữa thì màn hình nó sẽ hiển thị cái thông báo là nó hỏi các bạn có muốn vệ sinh cái bộ sữa này hay không. Thì các bạn có thể tích vào chọn Z để vệ sinh, hoặc là tích No để nó bỏ qua cái bước vệ sinh. Các bạn có thể tắt được cái thông báo đó đi để tránh phiền, ví dụ như những khách hàng mà dùng cho công ty mà những cái văn phòng, khối văn phòng sáng người ta uống sử dụng liên tục á, thì mình có thể vệ sinh thủ công sau, còn mình sẽ tắt cái thông báo đó đi để mình pha được liên tục hơn.